Xin chào mừng quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động quân khu 7 để cùng theo dõi trận đấu giữa Vegan FC và Trần Việt FC trong khuôn khổ trận đấu thứ hai vòng 3 Sài Gòn Super League 2023 tranh cúp TAFA. Xuân Phong được chuyển dành cho Thanh Yên vẫn còn. Pha đột phá không thành công của Thanh Yên và sẽ có quả đá phạt góc dành cho Vegan FC. Quả đá phạt góc bên phía cánh trái và người thực hiện đó là Vichapa FC. Vichapa nguy hiểm, không vào. Không thể tin được là Yann Mbappé lại có thể bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng như vậy. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Yann Mbappé, Vichapa, Xuân Phong. Đường chuyền vào của Xuân Phong, ơi, rất nguy hiểm, vẫn còn. Chưa thể có một tình huống dứt điểm tốt. Và trọng tài một lần nữa lại thổi phạt đối với Thanh Huỳnh. Chúng ta một lần nữa theo dõi lại tình huống đưa bóng vào rất khó chịu của Xuân Phong. Đáng tiếc là số 17 Foluka không thể có được một pha chạm bóng tinh tế hơn. Một pha cắt bóng tốt. Tình huống để mất bóng nguy hiểm của Văn Phước. Yann Mbappé đã có tình huống việt vị của Yann Mbappé trước đó. Các cầu thủ của Trần Việt FC cần phải có những pha xử lý an toàn hơn. Được chuyền dài cho Yann Mbappé không vào. Khá đáng tiếc dành cho Yann Mbappé ở trong pha bóng vừa rồi. Một pha xử lý rất kỹ thuật. Chúng ta cùng theo dõi lại đường truyền rất ngọt của Vichapa và pha thoát xuống cực kỳ hay của Yann Mbappé. Một tình huống đệm bóng kỹ thuật nhưng nó khai thông thế bế tắc. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Cơ hội không vào. Đó là tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất kể từ đầu trận đấu của cao thủ bên phía Trần Việt FC. Tuy nhiên thì đã không có bàn thắng. Chúng ta một lần nữa theo dõi lại pha bóng này. Cơ hội dành cho các cầu thủ của Vegan. Nguy hiểm. Lưới đã rung lên nhưng tiếng còi cũng đã được cất lên trước đó. Khá đáng tiếc dành cho các cầu thủ của Vegan FC. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Lúc này thì trọng tài chính đang sẽ có những sự tư vấn từ trọng tài VAR. Như vậy là sau những hội ý thì tổ trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Vegan FC. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Không có bàn thắng dành cho cầu thủ của Vegan FC. Vẫn là những nỗ lực không ngừng nghỉ của cầu thủ áo trắng. Chúng ta một lần nữa theo dõi lại pha phối hợp đá phạt góc. Người đá bật cao đánh đầu đó là số 22 Văn Hiệp. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Cú đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành. Đó có vẻ như là tình huống đánh đầu của Nam Quang. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp đá phạt góc rất khó chịu của các cầu thủ Trần Việt FC. Không có cầu thủ nào của Vegan theo kèm đối với Nam Quang. Bóng được chuyền đến vị trí của số 9. Hồng Chính dứt điểm, có vào, vẫn còn. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ thành Đăng Khoa. Một phản xạ xuất thần của Đăng Khoa để ngăn không cho Hồng Chính có được bàn mở tỷ số. Chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ của Trần Việt FC. Đó là số 8 Nam Quang.
Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống xoay sở trước đó. Và một phản xạ cái tay của Đăng Khoa đã đưa ra rất kịp thời. Duy Quang, đường chuyền sai địa chỉ. Cơ hội dành cho Vegan FC. Không hề có lỗi. Dứt điểm. Bóng đi chệch khung thành. Sẽ chỉ là quả phát bóng lên dành cho thủ thành của Vegan. Xin lỗi, thủ thành của Trần Việt FC đó là Hoàng Chí Minh. Rất năng nổ. Trận đấu của chúng ta vẫn đang rất chờ đợi để tìm kiếm được những bàn thắng. Rất tốc độ. Cơ hội dành cho các cầu thủ của Vegan FC. Đây rồi. Và một không. Sự bùng nổ của các cầu thủ Vegan FC. Người đã ghi bàn đó là Cao Thành An, cầu thủ vừa vào sân. Và một tình huống ăn mừng rất đẹp mắt. Một tình huống Sato ăn mừng khá hay. Tỷ số được mở dành cho Vegan FC sau một pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha tăng tốc của Cao Thành An, cầu thủ vừa vào sân. Và ngay lập tức anh đã lên tiếng. Thế cân bằng đã bị phá vỡ. Một pha bứt tốc rất nhanh. Và dù đã băng ra nhưng Huỳnh Chí Bình vẫn không thể ngăn cản được Cao Thành An ghi bàn. Vẫn đang là Thanh Yên. Rất nỗ lực Thanh Yên. Chắc chắn rồi, không thể khác được. Một tình huống mà cầu thủ của Trần Việt FC không có một phương án nào khác. Và anh đã phải chấp nhận một chiếc thẻ vàng để phạm lỗi với Thanh Yên. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bứt tốc của Thanh Yên. Những tình huống kéo người trước đó là không đủ. Yến Mbappé, Yến Mbappé, không có bàn thắng dành cho Vegan FC. Một pha xử lý rất khó hiểu của Yến Mbappé. Cú sút nhẹ và bóng đi không chính xác. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bỏ lỡ trên chấm 11m của Yến Mbappé. Khá mạo hiểm của Ngư Nguyễn. Nguy hiểm. Pha đánh đầu rất thiếu chính xác. Một cơ hội rất rõ ràng vừa được tạo ra. Và nó khiến cho các cổ động viên của Vegan phải thót tim. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Tình huống đưa bóng vào rất hay nhưng Ngọc Mẫn lại tốc độ của Thanh Yên. Vẫn đang là Thanh Yên, Thanh Yên, Thanh Yên. Đó không phải là một tình huống dứt điểm ngay mà là một đường căng ngang. Và đồng đội của anh đã không băng vào kịp thời. Hết giờ, chiến thắng chung cuộc 1-0 dành cho cao thủ của Vegan FC với pha lập công của Cao Thành An. Một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Và mọi thứ đã giúp cho Vegan FC có được chiến thắng đầu tiên của họ.